Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một dòng địa hình cao cấp đến từ Trek Mỹ. Vâng, đây là một thương hiệu rất là nổi tiếng từ Mỹ rồi. Đây là chiếc Trek Marlin 6 các bác nhé. Đây là một mẫu xe địa hình mới nhất về tại của em. Vâng, Trek Marlin 6 các bác có thể lưu bổ sớt thêm chiếc xe này. Đã rất nhiều trang web nói về chiếc xe này rồi. Bây giờ sẽ review nhanh qua chiếc xe. Vâng, đây là chiếc xe Trek. Em đánh giá chiếc xe này trên 85%, 80-85%. Hình thức còn rất là ổn. Một dòng xe địa hình. Nhiều bác đã gọi điện và hỏi về những chiếc xe địa hình Trek. Hôm nay em về một chiếc. Hình thức rất là ok. Trek Marlin 6 các bác nhé. Marlin 6. Chiếc xe đến từ thương hiệu của Mỹ. Bác nào đã từng đi xe đạp hoặc tìm hiểu qua những dòng xe đạp thể thao thì luôn biết Trek là một thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới về dòng xe đạp thể thao. Còn là lướt qua lớp sơn. Như các bác thấy thì không một vết xước đáng kể cả. Đây không phải là xước các bác nhé, đây là cái miếng ni lông mà để cái đĩa cái xích nó không chạm vào khung, đây, nó chỉ bị các bác có thể bóc cái này ra như mới luôn. Còn đâu là một vài vết xước răm nhẹ như này, không đáng kể, không ảnh hưởng đến chất lượng của xe cả. Vâng, khung aluminum Silver Alpha. Vâng, đây một bộ khung siêu nhẹ cho dòng địa hình Trek. Trên khung thì có chữ khiên. Khiên là biểu tượng của hãng Trek. Vâng, cổng yên của Bontrager các bác nhé. Đây logo của Bontrager đây. Bontrager là một hãng làm phụ tùng độc quyền của Trek. Yên cũng có logo của Bontrager. Thế đằng sau lốp quả lốp là 27,5 các bác nhé. Đây như các bác thấy là 27,5 nhân 2,20. Rất hiếm khi mà em về một bộ lốp 27,5, một chiếc xe trang bị lốp 27,5. Bác có thể thích những dòng xe địa hình thì luôn tìm những lốp 27,5. Vâng, lốp Bontrager. Nguyên tin theo xe. Với chiếc xe vẫn giữ được nguyên bộ lốp của hãng. Bontrager FR2 giữ lốp zin của hãng. Vâng, bộ bành cũng của Bontrager, tất cả đồ đều nguyên zin theo xe. Đùi đĩa 3 tầng của Shimano, gạt đĩa của Shimano. Vâng, bạn thấy cổ đề của Shimano Antut. Tám tầng lip. Vâng, phía bên trên đây ghi đông cổ phốt thì vẫn còn zin nguyên bản của Bontrager. Bạn thấy đây, tất cả đồ trên xe đều nguyên zin. Bộ phanh dầu Techo. Bộ tay bấm xả của Shimano. Đây bên bấm đĩa các bác nhé. 3 tầng đĩa và 8 tầng lip. Xe 24 tốc độ. Bộ phanh dầu. Phanh dầu của xe đây. Phanh dầu Techo. Phanh dầu thủy lực.
lớp sau à, lớp trước của Watchtower SR2 vẫn giữ nguyên khoảng lốp là 27.5 × 2.20, vành nguyên zin của Watchtower. Mông ở phía bên dưới khung có một cái tem mã vạch, có ghi website của xe là checkguide.com thôi nhé. Mã vạch chính hãng của xe. Gửi xe đo chiều cao xe đứng. Vâng, và xe có chiều cao xe đứng là 42. Chùa các bác từ 1m6 đến dưới 1m7. Phải đi với xe này. Đánh giá chuyển động. Cái 8 tầng lip của Shimano. Có thể lấy lip của Shimano các bác nhé. Và 3 tầng đĩa, đùi đĩa 3 tầng của Shimano. Nguyên bộ group của Shimano ăn tốt. Vâng, chuyển động rất là tốt. Đưa tay phải vào bên đĩa, đuổi với 2 tầng. Đặt đĩa ở Shimano, ăn tút. Lên đĩa. Rồi, bánh quay rất là bon, chuyển động rất tốt. Với xe rất chất lượng đến từ thương hiệu của Trek Mỹ. Trek Marlin 6. Vâng, và em vừa đánh giá xong chiếc xe Trek Marlin 6. Chiếc xe được sử dụng bộ lốp 27.5 và nguyên bộ group của Shimano Antut. Và chiếc xe được bán tại cửa hàng em mức giá là 7.500.000, miễn phí ship toàn quốc phải 1 năm. Các quan tâm với nhắn tin Zalo 0975 7993 để xem những hình chi tiết nhất về chiếc xe lên YouTube. Theo dõi anh kia xe đạp, nhấn chuông để được nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp có tại cửa hàng em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.